Câu 22 trong không gian O, X, Y, Z, khoảng cách giữa hai mặt phẳng B, X cộng 2Y cộng 2Z trừ 10 bằng 0 và Y, X cộng 2Y cộng 2Z trừ 3 bằng 0. Thì các bạn phải xác định hai mặt phẳng này song song. Thì mình nêu kiến thức tổng quát, ví dụ như mặt phẳng B có dạng là A1X cộng B1Y cộng C1Z cộng D1 bằng 0. Với A1, B1, C1 phải khác 0, 0, 0. Quy A2X cộng B2Y cộng C2Z cộng D2 bằng 0. Tương tự A2, B2, C2 khác 0, 0, 0. Được chưa ? Thì để muốn biết hai cái mặt phẳng này có song song hay không thì các bạn phải nhớ công thức, đó là A1 trên A2 bằng B1 trên B2 bằng C1 trên C2 và khác D1 trên D2. Được chưa ? Thì các bạn thấy điều gì ? B của mình là tương ứng là 1 phần 1 bằng 2 phần 2 bằng 2 phần 2 khác trừ 10 phần trừ 3, nên mặt phẳng B và Quy song song. Thì để muốn tìm khoảng cách giữa hai mặt phẳng, muốn tìm khoảng cách nè giữa mặt phẳng B và mặt phẳng Quy, ta tìm khoảng cách từ một điểm bất kỳ trên B, bất kỳ trên B nha, trên B đến với mặt phẳng Quy hoặc ngược lại. Được chưa? Rồi, vậy mình sẽ tìm. Rồi, vậy mình sẽ cho một điểm trên P đi, là điểm A đi các bạn. Điểm A sẽ có tọa độ, mình cho cách cho X, Y, mình giải thì giải Z. Vậy mình cho 0, 0 và Z, mình thấy 0, 0, 0 vào cộng 2Z trừ 10 bằng 0, vậy Z bằng 5. Vậy ta đã có điểm A rồi, vậy ta tính khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng Quy bằng cách là thế tọa độ vào chỉ tuyệt đối nè. Thế tọa độ nè, 0 cộng 2, 0 cộng 2 nhân 5 trừ 3 và chia cho độ dài vector pháp tuyến bằng căn nè, 1 bình cộng 2 bình cộng 2 bình, và các bạn bấm máy tính ra kết quả.